Hello, xin chào các bạn. Mình là Mita, mình là một tiến sĩ khoa học y sinh. Mình ở đây chia sẻ cho các bạn những video vô cùng tuyệt vời giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng cuộc sống của những người bệnh. Tiếp nối chuỗi bài về vitamin B12 và sự thiếu hụt trầm trọng vitamin B12 ở người ăn chay, thì chủ đề ngày hôm nay Mita trả lời cho các bạn một câu hỏi, đó chính là khi mà cơ thể người bị thiếu hụt trầm trọng vitamin B12 và người ta đã cố gắng bổ sung hoặc người ta đã lỡ bổ sung một liều vitamin B12 quá liều, thì lúc đó nó dẫn đến tình trạng như thế nào? Cho dù là nó có rất là cần thiết cho sức khỏe của các bạn, tuy nhiên nếu như bạn bổ sung một lượng lớn vitamin B12 cuối cùng trong cùng một thời điểm thì nó cũng khó nguy hại cho sức khỏe của các bạn. Liều lượng 500 cho đến 1000 microgram trên một ngày hoặc là trong một lần của bạn sử dụng vẫn là một liều lượng an toàn. Hiện nay các viện y học không đặt ra cái giới hạn trên khi bạn sử dụng vitamin B12 trong một lần trên ngày là bao nhiêu. Tuy nhiên là cái nhu cầu cơ thể của các bạn nó không có cao cho đến mức là bạn cảm thấy nó cần phải sử dụng với một liều quá lớn lao. Ví dụ như là nhu cầu của chúng ta người lớn bình thường như vậy, ở trong cái video trước đó người ta chia sẻ chỉ có 2.4 microgram vitamin B12 trong một ngày thôi, nhưng mà hoàn toàn mình có thể sử dụng là một tuần một lần với một liều lượng có thể là 1000 microgram trong một lần, hoặc là trong một cái giai đoạn bị thiếu hụt trầm trọng thì bạn có thể bổ sung nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó bạn có sử dụng một cái liều là cái nhu cầu bình thường hàng ngày thôi là ok. Thì cái dù mình vì mình biết cái yếu tố đó cho nên khi bạn sử dụng một cái liều mà lớn như 1000 microgram vitamin B12 trong cùng một lần trong một ngày, nó vẫn không nguy hại đến sức khỏe của các bạn. Cái cyanua được tạo ra trong quá trình mà thủy phân để tạo ra của cái hợp chất là cyanua cobalamin này hoàn toàn không có hại cho bạn, không gây độc tính cho cơ thể của bạn. Cho nên bạn tương đối yên tâm và bạn không nên sử dụng ở một liều cao hơn nữa. Và nếu khi bạn cần sử dụng một liều cao, hãy hỏi ý kiến của chuyên gia và hoặc là bác sĩ điều trị của bạn để yên tâm hơn bạn nhé. Một lời cuối cùng, Meta chia sẻ rằng một liều 1000 microgram vitamin B12 trên ngày là an toàn. Đó. Và lượng lớn cuối cùng cho một lần sử dụng vẫn có độc tính, nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy chia sẻ cho các bạn của bạn để hiểu rõ hơn về bài học này và giúp cho bạn và họ có cách sử dụng tốt hơn, đừng để gây ra những cái nguy hiểm về sau cho sức khỏe của các bạn khi bạn sử dụng sai cách. Nếu bạn là người đầu tiên đến kênh YouTube Mita Trần, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn luôn cái chuông bên cạnh đó để không bỏ sót bất kỳ bài học nào của bạn Mita. Bye bye! Hẹn gặp lại các bạn về chủ đề vitamin B12 ở video tiếp theo.